học gì cái gì các em clap clap clap. Bọn tớ ở đây chỉ cái gang ra bài, khiến cho anh em phải kéo lên thương ngài. Khi KRB bắt đầu on the beat, like KOC bắt đầu on the mic, khiến cho anh sang cứ phải phê chảy nước. Only CK in my mind. Sáng sớm thức dậy bọn tớ tăng ga, on stream bùng cháy như là Nacha. Nó 6-7 tiếng vẫn có mana, lyric nó vậy như là AK. Anh em gà ngố là phải có đam, khiến cho chị em là phải dối ren. Nhà bao to là cứ như là cuốn em, người lựa hay là chúng nó phải đón xem. Bận tốt nghiệp nhưng anh Hiếu vẫn đang ở đây, làm tốt việc mua luôn penthouse trên tầng mấy. Nhạc bật lên đầu đinh đại đế lại phải bùng cháy, tắt mất nhạc đầu đinh đại đế lại chuyện quạ ngay. Khi ta quá mệt với được công việc, vác ngựa xuống phố cùng với anh em, khoác lên bộ vest bọn tao thành lịch. Các em hâm mộ như là minh tinh, bọn tao đẹp trai không có chứng minh. Bước đi trên phố trông thật bling bling, đang đi vì thành tựu ngày hôm nay. Vui cùng anh em trong phút giây này. Sang ra, đám chơi bố đã gọi là phải tới. Sau bữa tiệc thì lại đến giờ tan ca.